Xin chào anh em nhé. Trước mặt anh em đây là chiến binh CR7 của Hiệp sau khi Song Long và được Hiệp thả vào lồng lực này cho nó bay. Anh em biết mục đích để làm gì không? Thưa anh em là sau khi con chim này mình nuôi lông thì cái quá trình nuôi lông mình luôn trùng lồng và mình cho ăn mồi tươi, cho ăn đàm, tinh bột, tất cả trái cây các kiểu. Và con chim mình khi trùng lồng thì nó sẽ đứng một chỗ và ít vận động thì lượng đàm trong cơ thể nó sẽ thừa ra và con chim sẽ bị mập anh em nhé. Thứ hai là con chim mình nuôi lông, mình trùng lồng thì con chim nó không vận động thì hệ xương khớp con chim nó cũng bị đơ, bị cứng đi. Do đó mình cho vào chiếc lồng này để cho nó bay đi, bay lại để nó khởi động lại cho nóng các khối cơ thể nó lên và các xương khớp của nó được mềm mại trở lại anh em nhé. Thứ hai nữa là nó sẽ đốt đi cái lượng mỡ thừa trên cơ thể con chim để cho con chim anh em săn chắc, ôm gòn nha anh em. Và sau này nó thi đấu nó sẽ được nhanh nhẹn hơn và con chim mình nó sẽ tốt hơn. Khi con chim bay lực thì anh em luôn lưu ý cho mình các cái chế độ dinh dưỡng, hoa quả, cám, mồi tươi, phơi nắng, tất cả đều ok hết anh em nhé. Phải đều đặn mỗi ngày cho mình. Và thời gian bay lực là 1 tháng và mỗi ngày là 2 tiếng. Tùy theo không gian nhà anh em để bị chọn cái lồng lực dài 1m hay là 80 hay là 1m2, 1m4 gì đó là cái đó là quyền của anh em. Và sau khi con chim anh em thấy săn chắc, gọn gàng, nhanh nhẹn rồi thì anh em có thể bắt ra lồng nhỏ để tiến hành nuôi lựa nhá. Hiệp xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý anh em người nhân luôn theo dõi kênh của Hiệp và đã follow kênh Hiệp nha.